Ủa, rồi con ly nước ai uống ai nhịn? Cái này mà gọi là khao hả? Tính ra bà Oanh là người có công nhất luôn á. Nếu mà không có bà Oanh á, có khi thầy với đám con trai đã bị đình chỉ à. Chứ nói chi mà tới thi thắng, đúng không? Còn vụ của thầy nữa chứ. Thôi 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 thôi, hai bà đừng có nói nữa. Tôi đang buồn muốn đứt ruột luôn nè. Ê, ông Phi gọi, tôi có nên nghe không? Thôi thôi, nghĩ sao cha nội nó gọi 10 lần là hết 10 lần mà mua hàng á, tào lao lắm. Không cần quan tâm đâu. No, 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 no. Theo tôi đọc tiểu thuyết đó nha, là trong những cái tình huống tầm thường nó sẽ có những cái sự bất thường. Nên là tôi nghĩ bà nên nghe đi. Alo. Ủa gì chưa nghe tôi tư vấn mà bắt máy luôn vậy? Cái gì? Bọn con trai với thầy đi bé. Ờ, được rồi, được rồi. Làm sao? Kiểu gì á? Không thể tin được. Cái đám con trai với thầy đi ba mà không có mặt tụi mình. Trời đất. Vậy là mấy ổng hẹn riêng mà không có tụi mình luôn. Chứ còn gì nữa. Hẹn chi mới cho có đúng ly trà sữa nè. Lúc chiến thắng thì cả lớp. Còn bây giờ thì không có mặt tụi mình. Tức thiệt. Vậy mà còn lập group để ăn chơi riêng nữa chứ. Công nhận á là tức thì tức thiệt. Nhưng mà phần tụi tôi bất công thì ít, nhưng mà phần bà thì nhiều á Oanh. Nghĩ sao cất công làm quá trời thứ luôn mà giờ vui vẻ lại không có mặt bà. Tôi không thể nào để yên như vậy được. Ôi Tam Nương ơi, Tam Nương. Ôi đâu Tam Nương, nó mất tiêu rồi. Trời ơi cha nội này chưa thấy mặt mà đã nghe tiếng rồi. Ở trong này nè cha nội ơi. Đây 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 đây. Ôi mệt muốn chết luôn vậy à. Đi ngoài đường nóng muốn chết. Ủa gì đây, vậy? Hả? Ủa gì vậy, qua chỗ khác ngồi đó gì? Gì vậy? À. Ủa đi qua kia. Ngồi đây chi, đi qua kia. Đi qua kia ngồi. Ngồi đó đi. Chỗ cháu không ngồi, ngồi đây làm gì? Thiệt á chứ. Nè uống nước đi. Ờ diễn thấy sợ luôn vậy đó. Nói chung là cái câu chuyện mà tôi định kể cho mọi người nghe á là xe tôi nó bị hư, đó là tôi phải chạy bán sống bán chết ở đây vậy đó. Đó vậy thôi. Thì tôi kêu ông chạy qua đây lẹ chứ có kêu ông chạy bán mạng qua đây đâu. Thì bà Oanh bà hối giật ngược giật xuôi nè. Tôi mà ông chạy lẹ là đâu có yên với bà. Rồi thôi có chuyện gì nói lẹ đi, tôi còn đi giao hàng nữa. Thì cái chuyện đi ba đó. Ừ. Nữa hả? Ừ. Tôi nói rồi mà, mấy ông con trai mấy ông xách kèo đi riêng rồi. Chào mấy bạn gái nó lâu la trang điểm rồi gì á, nó nhiều lắm, nó nhiều dữ lắm. Đại khái là vậy. Mà ông Phi, ông có biết cái quán bà đó ở đâu không? Quán bà đó hả? Nghe nói là cái quán xịn dữ lắm. Tôi chỉ biết vậy thôi. Nè, ông có đồng ý giúp cho tụi tôi không cho mấy ổng đi quán bar được không? Ừ. Thôi, tôi bận mấy cái dự án startup của tôi rồi, không giúp được đâu. Một ngày bán đỉnh nhất của ông là bao nhiêu tiền? Bao nhiêu? Chi vậy? Thì có gì tôi trả lương cho ông gấp đôi chứ làm chi. Xịn. Bà Oanh xịn. Ủa? Ông biết ngay mà. Ông nói vậy bộ tôi cũng xịn hả? Bộ tôi cũng xịn hả? Ờ thì Tam Nương xịn. Tam Nương là xịn nhất. Xịn, ok. Rồi bây giờ tôi làm cái gì? Bây giờ ông điều tra thử xem là cái quán bar đó ở đâu là thứ nhất. Thứ hai, ông xem thử bọn con trai nó đi bằng phương tiện gì. Rồi xong báo cho tụi tôi biết. Ok không? Ok không? Ok không? Trần Hồng Phi này có thể làm tất cả mọi thứ vì tiền được, nhưng bán đứng anh em Trần Hồng Phi này không bao giờ làm. Xin lỗi mấy bạn nha. Bình tĩnh, bình xuống. Nhưng mà gấp 3 thì sao? Gấp 3 đó. Thật ra thì lương hưởng có thể cưỡng bức lương tâm, cho nên là xin liền. Tôi có thể bắt đầu từ đâu? Xin liền. Ok không?